You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. Hello, chào mừng mọi người đến với bài tập mới. Có bạn bảo là Na không up giảm mỡ cơ bản nữa à? Không phải, Na vẫn up nha. Mọi người hãy yên tâm tập đều đặn theo cái lịch Na up lên nhé. Bài tập ngày hôm nay sẽ là bài tập cardio list liên tiếp, cường độ thấp liên tục, kết hợp 30 giây tập cardio, sau đó sẽ 30 giây là các động tác plank để tập vào cơ bụng nha. Chuẩn bị đến động tác tiếp theo này. Lưu ý với các bài tập plank là mình luôn luôn phải siết chặt cơ bụng. Các bạn hạ mông xuống để giữ cho người tạo thành một đường thẳng này. Thẳng nhá, thẳng tắp, siết chặt cơ bụng thở ra. Sau đó bò và lên đúng tư thế squat. Dồn trọng tâm vào gót chân và lại bò về phía trước. Thở ra, bò về squat, thẳng lưng, dồn trọng tâm vào gót chân và mở đầu gối ra ngoài. Động tác tiếp theo, shake it, chúng ta sẽ chạy thật nhanh. Hãy cố gắng giữ hai vai ổn định, cố định và hai phần xương hông cố định. Không có lắc mông hay là lắc vai nhé. Chạy thật nhanh nhưng mà phải giữ hai cái phần xương đấy lại. Siết chặt cơ bụng, thở ra. Nhanh nữa lên, nhanh nữa lên. Tiếp theo là plank, động tác này đã quá quen thuộc rồi. Cổ tay phải chống thẳng dưới vai, khuỷu tay trùng nhẹ. Các bạn hít vào và thở ra. Mỗi lần thở ra, các bạn đẩy rốn lên phía trên trần nhà. Các bạn càng đẩy mạnh rốn lên trên, nó sẽ càng đỡ toàn bộ trọng lượng của cơ thể và sẽ vào cơ bụng hơn. Tiếp tục, tay chạm vào đầu gối, giữ cho cột sống và lưng tạo thành một đường thẳng. Mỗi lần chạm thì mình thở ra và làm nhanh hết sức có thể thì nó sẽ là cardio. Làm chậm thì không phải là cardio đâu nhé. Nhanh nữa lên. Tiếp theo, các bạn vào tư thế plank đi. Sau đó thì đầu gối trùng nhẹ, dồn trọng tâm về phía đằng sau và thở ra. Vào tư thế plank, hít này. Vào tư thế plank là phải siết chặt bụng lại, hơi dồn trọng tâm về phía trước, mũi vượt qua đầu ngón tay. Tiếp tục honey run, chạy cao gối. Các bạn chạy cao gối, đầu gối ngang hông. Trong quá trình chạy ấy, đừng để cái ngực của mình nó bị nảy tưng 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 nhá. Mình phải siết cái phần cơ ngực, siết cái phần vai, siết cái phần cổ lại. Và chúng ta phải ổn định cái phần thân trên. Điều đấy là rất quan trọng vì thân trên sẽ quyết định là core, cơ lõi của các bạn nó có chắc hay không. Ồ, hôm nay mình dùng kẹp tóc nên là nó bị tung tóc. Là các bạn vào tư thế plank luôn nhá. Knee to elbow, tức là co đầu gối về phía khuỷu tay. Tập luôn nhá, đừng chờ mình nhá. Đầu gối chạm vào khuỷu tay, giữ cho toàn bộ cơ thể tạo thành một đường thẳng. Mỗi khi các bạn chạm đầu gối vào khuỷu tay thì các bạn thở ra nhá. Hạ mông xuống, nhìn vào trong gương xem người mình đã tạo thành một đường thẳng chưa. Jumping jack tương tự với high knee run, chúng ta phải ổn định phần thân trên. Cái tay của mình phải gồng cứng như là tay robot ấy. Và cổ của chúng ta nó không có được giật giật giật. Mọi người phải nhìn vào gương xem là cơ cổ này, cơ vai, cơ ngực và cơ bụng của mình nó đã siết chặt chưa nhá. Vẫn là đầu gối hướng về khuỷu tay nhưng sẽ là cái tay còn lại.
gối trái vào tay phải và gối phải vào tay trái, mông hạ và giữ ổn định toàn bộ cơ thể, gần như mình không di chuyển cái phần mông nhá, không cần phải xoay người nhiều quá đâu. Động tác tiếp theo nó gần giống như là jump squat và xoay về phía đằng sau ấy. Các bạn dồn trọng tâm vào phần gót chân, nhưng mà không cần phải ngồi sâu hẳn xuống đâu, chỉ cần xuống một nửa thôi, và làm sao để đáp đất thật là nhẹ nhàng. Động tác này nhiều bạn hay bị kiểu nhảy dầm ấy. Các bạn phải nhảy nhẹ thôi, dùng cơ bụng của mình. Hand to ankle, các bạn vào tư thế plank và lấy tay phải chạm vào mắt cá chân trái rồi lại hạ xuống plank. Động tác này mình sẽ tập khi mà mình hạ mông xuống ấy. Khi hạ xuống là plank này thở ra, siết chặt bụng. Đó thì nó tập vào điểm đó. Ngoài ra nó còn tập cho cần cả phần bả vai khi mà chúng ta lấy một tay để chúng ta chống và đẩy người ở phía sau. Tiếp theo là eject của bài tập mai cũng sợ, bật nhảy ra hình ngôi sao. Các bạn hãy bật nhảy rộng hai chân và rộng hai tay ra, hai chân hướng về phía góc nhà, hai tay hướng về phía góc nhà. Khi mình tiếp đất phải trùng mềm đầu gối, đẩy mông về phía đằng sau, đáp đất không có tiếng động, bảo vệ an toàn cho khớp gối của mình. Tiếp tục với mountain climber, chúng ta hạ người xuống plank và co đầu gối về phía ngực, sau đó mình chạy. Trong quá trình chạy, các bạn dễ bị chổng mông lên trời nên hãy cố gắng dùng cơ bụng để ấn mông xuống, hạ mông xuống và giữ cố định toàn bộ cơ thể để tránh bị lắc mông nha. Tiếp theo là một động tác nâng cao hơi khó để cảm nhận. Chúng ta sẽ vào tư thế side plank, sau đó crunch. Crunch có nghĩa là các bạn đưa vòng cái tay về phía nách đằng sau. Và trong quá trình tập ấy, các bạn phải úp hai cái phần hông xuống, vặn hông xuống, úp hông xuống cho hai hông cân bằng với nhau và hạ mông xuống để cả người tạo thành một đường thẳng. Đó, các bạn có thấy không, là chúng mình phải gồng cơ bụng lên rất nhiều thì mới úp được hai cái hông xuống cho nó bằng nhau. Tiếp theo mình sẽ đổi bên. Với những bạn nào mà tay vai yếu quá, các bạn có thể hạ khỉu tay chống xuống dưới thảm nhé. Và trong quá trình tập luôn nhớ là phải đẩy cái vai xa ra khỏi tai, cái cổ của mình phải dài lên, ấn vai xuống, khóa khớp vai để không bị trẹo vai nhé. Khi mình úp người xuống mình sẽ thở ra này, thở ra bằng miệng, siết chặt cơ bụng, hít vào bằng mũi.
Tiếp theo, burpees, bật nhảy lên, bật về phía đằng sau vào tư thế plank nha. Khi chúng ta bật nhảy lên và đáp đất, các bạn hãy dồn trọng tâm vào gót chân và đúng tư thế squat. Vì có nhiều bạn bảo mình là tập burpee chỉ thấy đau đùi trước không thấy đau mông, thì tại vì là các bạn chưa ngồi sâu xuống tư thế squat, nó chưa đúng tư thế squat mà các bạn bị dồn trọng tâm về phía mũi chân thì nó sẽ vào đùi trước, còn dồn trọng tâm vào gót chân thì nó sẽ vào mông đùi sau nhiều hơn. Tiếp theo là chống đẩy, các bạn có thể lựa chọn hạ gối hoặc là duỗi thẳng chân, chỉ 30 giây và chỉ là một hiệp thôi, nên là bạn nào mà khỏe và tập lâu rồi thì duỗi thẳng hẳn chân ra. Còn mình là lâu rồi mình không tập ấy, qua cả đợt sái chân rồi Covid các thứ thì bây giờ mình mới tập lại, nên là sức mình nó sẽ phù hợp với cả kneeling push up. Hãy lựa chọn phương án nào phù hợp với bản thân nha. Tiếp tục nào, bật nhảy kiểu đội trưởng đội cổ vũ. Một động tác rất là hay, luôn phải giữ cho cột sống và lưng tạo thành một đường thẳng, gồng xiết cái cổ, cái vai và cái ngực để cổ của mình không bị giật. Và khi chúng ta đá chân lên ấy, giữ cho vai hông cân bằng. Các bạn không cần phải đá cao, nhưng mà các bạn đừng có mà vẹo người sang một bên để đá, mà phải giữ cột sống thẳng nha. Tiếp tục vào tư thế plank shoulder touch, tay này chạm vào vai kia. Trong quá trình mà chúng ta chạm ấy, các bạn hãy siết chặt cơ bụng để hạn chế tối đa cái sự chuyển động ở xương hông. Có nghĩa là toàn bộ cơ thể của chúng ta giữ nguyên, bất động như một tấm ván. Các bạn có thể thấy trong video là mình vẫn hơi nghiêng một tí, nhưng mà như thế là rất là siết rồi đó các bạn. Còn nếu các bạn mà bất động được như một cái tượng đá luôn thì càng tốt. Tiếp theo vào tư thế plank, lần này hơi khó nha. Hạ mông xuống, giữ nguyên toàn bộ cơ thể và cố gắng tay nọ, chân kia nâng lên khỏi mặt đất. Các bạn phải làm chậm thôi và sử dụng cơ bụng để giữ thăng bằng. Chậm này, đó, hai chân mà mở rộng ra ngoài mép thảm thì sẽ dễ giữ thăng bằng hơn. Đấy là một cái tips nha. Lên, thở ra, gồng xiết cơ bụng. Làm càng chậm thì nó càng vào nhá. Và tay chân phải hạ xuống đất cùng một lúc. Động tác tiếp theo, tuck jump, bật nhảy co đầu gối lên phía trên ngực của mình. Với những bạn nào mà bị đau khớp gối, hãy tự động đổi thành động tác bounce, động tác đầu tiên trong bài này ấy. Còn động tác này sẽ phù hợp với những bạn nào mà có đầu gối khỏe nhá. Và kể cả khỏe hay không thì lúc tiếp đất các bạn cũng phải tiếp đất thật nhẹ nhàng, không nghe thấy tiếng động. Còn nếu mà các bạn cứ duỗi nền nề, uỳnh uỳnh cái đầu gối xuống thì chả mấy chốc mà nó cũng sẽ bị đau gối. Nên là phải gồng kho, siết bụng lại. Động tác này, hãy lưu ý chúng ta hạ khỉu tay xuống thẳng dưới vai, và lúc chống lên ấy, cái cổ tay cũng phải thẳng dưới vai. Nhiều bạn khi chống lên là hay bị chống cái tay chách về phía trước thì nó sẽ làm cho các bạn bị áp lực vào phần vai nhiều hơn. Chúng ta hãy chống thẳng cổ tay ở đúng cái điểm mà mình vừa chống khỉu tay ấy. Rồi, vậy là chúng ta đã đi được 50% chặng đường rồi. Mọi người hãy cố gắng giữ sự kiên trì trong suốt bài tập này nhé. Và bây giờ mọi người đã nắm được hết các kỹ thuật rồi, thế nên là Na sẽ không hướng dẫn nữa để cho các bạn tập trung nghe nhạc.
need. When I'm done living up with your company, there's no telling what you and me creating. We're on the same wavelength. Feel the beat tonight, something good inside. Set you free, let you lose all track of time. Come on, come on, have a conversation. Don't treat me like a stranger. You give me motivation, make my life vacation. When we are together, I surrender. Find myself guessing. Feel the beat tonight, something good inside. Set you free, let you lose all track of time. Come on, come on, have a conversation. Don't treat me like a stranger. You give me motivation, make my life vacation. When we are together, I surrender. Give you all my money, make you look so lovely. Never feeling lonely. Baby girl, you're so fine, I can't get you off my mind. Ooh girl, nah nah. Ooh girl, nah nah. Baby girl, don't need to flex. Dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh girl, nah nah. Ooh girl, nah nah. That you're distant. There's something about you that's different. I see it in your eyes. Something isn't right. Tell me again what I'm missing. 'Cause you're afraid.